Vừa qua, Đảng bộ Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác 2015, phương hướng nhiệm vụ trong năm 2016. Tại hội nghị, Thứ trưởng Trần Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy Bộ Công Thương cho biết, năm 2015, Đảng ủy đã bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy khối cơ quan Trung ương trong việc tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ chi bộ trực thuộc và Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ hai, phối hợp với chính quyền, cơ quan đoàn thể thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng chi bộ và chú trọng trong công tác kiểm tra giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn v.v. Năm 2016, Đảng ủy Bộ Công Thương xác định chủ đề là năm triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 12 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Theo đó, nhiệm vụ chính trị đã đặt ra là phấn đấu 100% tổ chức Đảng và cán bộ tham dự học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết Trung ương khóa 12 của Đảng, 50% tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, trong đó 20% tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, 80% số đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên v.v. Cũng tại hội nghị, Thứ trưởng Trần Tuấn Anh đã thay mặt Đảng ủy Bộ Công Thương trao tặng giấy khen cho 16 đảng bộ, 20 chi bộ trực thuộc đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2015, 3 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh 5 năm liền, huy hiệu 30 năm, 40 năm tuổi đảng cho đảng viên thuộc các tổ chức cơ sở đảng, ngành công thương.